Bố Thiên Giật, gia tộc Thiên Cơ, sao? Không quen ta à? Đại ca? Cái gì? Không ngờ tên hoàng giả ngoài giới kia lại là đại ca của đệ tử Hoa Môn Sơn. Tiểu Nhiên, theo ta về đi. Sư phụ, người nhất định phải tới Đạo Ương Thành thăm con, có được không? Để sau đi, con cũng không còn là trẻ con nữa, đừng có nhõng nhẽo như vậy, đi đi. Đại sư huynh, sư phụ rất lười, sau khi muội đi, huynh phải chăm sóc cả các tiểu sư đệ nữa nhé. Được. Tố Nhiên, đồ ngu, người ta đi rồi mới gào mồm lên. Dực đệ thần sơn, tà sát chi khí mạnh như vậy, chẳng lẽ ta đã tới đỉnh núi rồi ư? À, chủ nhân, cái thứ chuyện nuốt võ hồn này của người rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Đây là tên tiểu tử loài người bị ổi, không ngờ người lại có thể đi tới tận đây. Người là ai? Tên tiểu tử loài người bị ổi, người không có tư cách biết được thân phận của bổn tọa. Tu vi của người quá yếu, còn chẳng bằng loài kiến cỏ. Chắc đây là phân ảnh ma cô mà Vinh lão nói rồi. Thật đáng tiếc, rõ ràng ngươi là người có thiên phú của tất cả các hệ, rất hiếm thấy, nhưng bây giờ mới chỉ thức tỉnh bốn hệ, đúng là vô dụng. Nhưng ngươi cũng có chút may mắn đấy, đến linh khí thượng cổ cũng có được. Xem ra không thể xem thường tên này được. Tiểu tử nhân tộc, bổn tọa là đại thần của thượng giới, vì đắc tội thần vương bệ hạ nên bị phạt xuống hạ giới tu dưỡng ở Hàn Sơn này nhiều năm. Bây giờ ta đang muốn xuất quan, không ngờ lại gặp ngươi, đúng là có duyên. Tiền bối là người của thượng giới. Thượng giới là nơi nào? Thần vương lại là ai nữa? Tiểu tử, thần vương bệ hạ chính là chí cường giả của nhân tộc chúng ta, thống lĩnh cả cổ vẫn giới, mà cổ vẫn giới lại chia thành hai giới thượng và hạ. Nơi mà chúng ta đang sống là hạ giới, gọi theo cách phàm tục chính là phàm giới, còn về thượng giới chính là cổ vẫn giới thật sự, gọi là cổ giới. Tiểu tử, nếu ngươi có thể vượt qua ải khảo nghiệm trùng trùng mà bổn tọa sắp đặt, vậy thì chứng tỏ ngươi có vận may không hề tầm thường. Tuy năng lực yếu, nhưng thiên phú cũng tạm. Ngươi có muốn trở thành đệ tử của bổn tọa không? Tiền bối, ta thật sự có thể ư? Cái đuôi hồ ly của tên này sắp lộ ra rồi. Nhưng trước khi bái sư, ta còn một bài khảo nghiệm cuối cùng. Khảo nghiệm gì? Hả? Chẳng lẽ quả cầu đen này chính là bổn thể của phân ảnh ma cô? Không phải chứ? Sao lại không có chút dáng vẻ của hồ ly nào vậy? Tiểu tử, nhìn thấy thanh đoạn kiếm nhẫn đó không? Đó là linh khí mà trước đây bổn tọa dùng, nhưng tiếc là đã bị nứt rồi. Ta nhớ là có một món thần thông kiếm kỹ được phong ấn ở trong đó. Nếu ngươi có thể lĩnh hội ra được chút gì từ nó trong vòng 3 ngày, vậy thì coi như ngươi vượt qua bài kiểm tra. Vinh lão, ông có nhìn ra phân ảnh ma cô đang giở trò gì không? Chủ nhân, tuyệt đối không được lĩnh hội thần thông kiếm kỹ trên đoạn kiếm nhẫn. Đó rất có thể là mắt xích để phong ấn phân ảnh ma cô. Kiếm kỹ này có uy lực phi phàm, hay ta có duyên, ta sẽ từ từ dạy cho ngươi. Chủ nhân, tuyệt đối đừng để hắn dùng hồn lực xâm nhập thức hải. Ngự Long Đại Đế, người nằm mơ cũng không ngờ được đâu. Bổn tọa sẽ nhanh chóng thoát khỏi vây khốn. Sau này, bổn tọa sẽ dùng thân phận của nhân tộc để xuất thế. Bổn tọa thề, ắt phải diệt trừ tất cả nhân tộc ở cổ vẫn giới vực. Nam Ly Nguyên Hỏa, tiểu tử, không ngờ trong cơ thể ngươi còn có hỏa chủng nguyên hỏa, nhưng tiếc là bây giờ ngươi còn quá yếu. Xong rồi, đúng rồi, còn có Thiên Châu. Ra ngoài cho ta.